tin nóng, tìm được dụng cụ hỗ trợ cho quá trình pha chế cà phê máy. Các chị ơi, các chị biết trong hộp này chứa dụng cụ gì không các anh chị? Thì để không để mất làm thời gian của các anh chị thì bây giờ em sẽ khui chiếc hộp này ra nha. Đây là hàng mới về bên em luôn nha các anh chị. Wow, đây là một cái tamper OCD với cái trợ lực nén bằng lò xo nha. Rất là hay luôn các anh chị ơi. Wow, nhìn rất là đẹp ha. Với kích thước là 58mm nha, sẽ phù hợp cho những dòng máy như là Gamilite, Casadio nha các anh chị. Thì với cái chất liệu làm từ inox rất là chắc chắn nha, cầm rất là đầm tay luôn ha. Thì đó, nó sẽ có cái phần ngoài sẽ giúp cố định cái tam bờ OCD này với lại một cái tay cầm nha các anh chị. Đó, nó sẽ cố định lại để chúng ta ấn, khi chúng ta ấn nó sẽ đều hơn, không bị nghiêng ha các anh chị. Thì khi mà các anh chị nào mới vào ngành pha chế cà phê máy espresso á, sử dụng cái tay nén thông thường thì nó sẽ rất dễ là bị nghiêng nha. Khi mà chúng ta không phải là một dân pha chuyên nghiệp á, thì rất là dễ bị nghiêng và chiết xuất ra một ly espresso không được ngon ha. Thì với một cái dụng cụ như thế này thì sẽ hỗ trợ cho các anh chị nén đều hơn, lực nén cũng ổn định hơn, giúp cho cái ly espresso của chúng ta luôn luôn ngon nha, đảm bảo được cái chất lượng. Thì bây giờ em sẽ test cho các anh chị xem, em sẽ nhấn thử một cốc espresso nha. Đó, em sẽ đặt cái tamper OCD lên và ấn xuống nha. Đó, rất là đều luôn nha các anh chị, không cần dùng quá nhiều lực. Nếu mà các anh chị chưa có một cái công cụ hỗ trợ như thế này, rất là hay như thế này, thì các anh chị hãy nhanh tay ấn vào giỏ hàng nhé.